Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Hội Làm Xài Bình Vững. Thì hôm nay là ngày 13 tháng 3 năm 2023. Thì mình tiếp tục cập nhật giá xài Đài Loan thu mua Tây Dương. Thì bữa nay là hiện tại xài xanh là xanh nhất 13.000. Xanh nhì là 15.000. Xài vàng, vàng nhất là 29.000. Và vàng nhì là 15.000. Thì giá mình báo là giá thu mua Tây Dương á. Thì anh em nhà vườn nào mà có xoài muốn bán thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình. Thì hiện tại là nếu mà xài các bạn đẹp là mua xô giá rất là cao nha các bạn. Thì xoài này của mình cũng khá lâu rồi nè. Thì mình xin nhắc lại nha, giá xài vàng. Vàng nhất là 29, vàng nhì 15, xài xanh xanh nhất 23 và xanh nhì là 15.000. Thì giá này là giá thu mua tại vườn nha. Thì sáng này là mình quay là khoảng 6:30 các bạn. Trời hơi tối. Bây giờ các bạn 6:30 các bạn. Màu cái trái hai trái xài này rất là sáng các bạn. Nhưng mà trong tối rồi mình quay nó nhìn thấy không kỹ đó, hai trái này hoàn sáng nè. Như sáng nè. Thì sáng cũng tranh thủ cập nhật giá cho các bạn nắm. Sáng bình thường. Thì anh em nhà vườn nào mà gần bán xoài hoặc là mua túi bao xoài, mua lẻ hoặc là mua sỉ các bạn. Thì muốn mua sỉ về bán nữa, tháng nữa cứ liên hệ mình chắc tiễn được. Thì mình xin nhắc lại nha, nếu mà anh em nào mà muốn bán xài thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của em mình ghim trên góc trái màn hình. Còn anh em nhà vườn nào, đại lý nào và vật tư nông nghiệp hoặc là đại lý nào mà cần bán túi bao xoài bên mình, muốn mua sỉ để về phân phối thì cứ alo trực tiếp số điện thoại của mình nha các bạn, thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn nha. Ví dụ cho nhà vườn nào ở khu vực đó gần đó muốn mua thì mình chỉ cho các bạn, đừng nhà vườn người ta lại đó mua cho nó gần nha các bạn. Thì giá túi bao này rất là rẻ nha, chất lượng thì mình thấy khá ok nha các bạn. Thì video mình đến đây kết thúc, xin chào hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.